À, bây giờ mình cùng sửa bài này. Câu thứ nhất. Ngoại trừ gốc OH, các số đỉnh đơn trong cấu trúc này là bao nhiêu? Bởi các bạn chọn là bao nhiêu đỉnh đơn? À, quên, chưa ghi âm. Vậy tới 9 đỉnh đơn vậy. 10 luôn. Sai rồi. Nhiều quá. Đang chọn lại. Đỉnh đơn tức là đỉnh không có tương tác với những cái proton khác, và ở đây chúng ta đang hỏi về đỉnh proton hydro á. Hydro nha, proton chứ không phải carbon. Qua phổ proton chúng ta mới quan tâm tới đỉnh đơn hay là đỉnh đôi, đỉnh ba chứ. Còn carbon thì chúng ta không quan tâm đến vấn đề này lắm. Đây là xác định trên proton. Ít lại giảm lại. Ba là vẫn nhiều. Proton nào không có tương tác với những proton khác thì nó sẽ ra đỉnh đơn. Không phải là hai, câu trả lời là một. Một đỉnh đơn thôi, đối với các bạn là proton ở carbon số mấy? Sai, C6 sai. Tại sao em phân tích? Số 6 nè. À, xin lỗi, đều đâu rồi? Để cô đưa con chuột cô vào vị trí cái đã. Số 6 nó sẽ tương tác với cái proton ở vị trí meta, là số 8 nó sẽ có tương tác ở đây chứ. Làm sao là đỉnh đơn được? Sai. Số 9. Số 9 có hydro đâu? Đang đang tìm phổ proton, phổ hydro. Số 9 đâu có hydro? Số 6 phẩy. Số 6 phẩy là nó tương tác với 5 phẩy, rồi tương tác với 2 phẩy nữa nè, cái hydro này nè. Số 3, đúng rồi. Proton này sẽ cho đỉnh đơn bởi vì nó không có cái proton nào tương tác với nó để ra đỉnh bội hết. Proton mà cô đang khoanh lại ở vị trí số 3 là đỉnh đơn. Thì câu số 1, ngoại trừ các gốc OH, số đỉnh đơn trong cấu trúc này là 1. Rồi, vậy có bạn nào làm đúng không? Có bạn nào làm đúng thì chút nữa mới được cộng điểm. Hay là sai từ câu đầu rồi? Chắc mấy bạn nhầm giữa proton với carbon quá à. Câu số 2. Proton ở vị trí 6 phẩy sẽ cho đỉnh gì? Proton ở vị trí 6 phẩy sẽ cho đỉnh gì? Triple không đúng. Doublet chưa đúng. Proton nó sẽ ghép gì? Nó sẽ ghép với ortho, ghép với meta và không ghép với para. Vậy thì vị trí 6 phẩy. Vị trí 6 phẩy nó sẽ ghép với thằng nào? Ghép với ai? Các bạn chọn trước đi, là ghép với ai? Ghép với 5 phẩy. Hết chưa?
Đúng rồi, ghép với 2 phẩy nữa. Vậy kiểu ghép ở đây là gì? 5 phẩy với 2 phẩy giống nhau hay khác nhau? Về mặt tính chất hóa học thì 5 phẩy với 2 phẩy giống nhau hay khác nhau? Khác nhau, nó đang gắn với những nhóm thế chung quanh nó là khác nhau. Hai này tính chất nó khác nhau. Trước mắt là một thằng ortho, một thằng meta thì nó đã khác rồi. Vậy thì nó sẽ ghép từng cái riêng. Đầu tiên nó ghép với 5 phẩy thì nó ghép kiểu gì các bạn? Ghép với 5 phẩy là duplet đúng chưa? Rồi ghép với 2 phẩy là gì nữa? Là duplet nữa. Như vậy kiểu đỉnh ở đây sẽ cho đỉnh gì? Đúng rồi, đỉnh ở đây là đỉnh DD. Duplet, duplet. 1111. Vớt vát hả? Câu số 2 sẽ cho đỉnh DD. Chút nữa mình thống kê sao nha. Rồi tiếp theo câu số 3. Số đỉnh đôi trong cấu trúc này là bao nhiêu đỉnh đôi? Số đỉnh đôi là bao nhiêu? Sao nhiều vậy? Ở tổng cộng thằng này là có bao nhiêu proton? Cái chất này có bao nhiêu proton? Trừ OH ra, có bao nhiêu proton? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proton. Trong đó một proton á, là cho đỉnh đơn rồi. Rồi một proton cho đỉnh DD rồi. Vậy còn lại mấy proton cho đỉnh đôi? Làm sao mà ra tới 6 được? Làm sao mà ra tới 5 được? 4 là số mấy? Proton nào sẽ cho đỉnh doublet? Năm phẩy, hai phẩy, sáu, tám. Đó là số đỉnh đôi. Biết tại sao 5 phẩy và 2 phẩy nó chỉ cho doublet trong khi đó 6 phẩy nó lại cho DD không? Bởi vì 5 phẩy và 2 phẩy nó nằm ở vị trí ba ra với nhau. Nó sẽ không có ghép ha. Nó sẽ không có ghép đỉnh bội ở đây. Nó chỉ ghép với thằng 6 phẩy thôi. Rồi, vậy câu cuối cùng trả lời luôn. Proton ở vị trí số 6 sẽ cho đỉnh gì? Đúng rồi, đáp lép với thằng nào vậy? Nó tạo đỉnh bội với proton nào? Đúng rồi, với proton số 8. À, bạn nào trả lời đúng hết 4 câu nhắn tên luôn cô cộng cho lẹ, khỏi phải đi coi lại từng bài nè. Cho tới 1-2 tiếng đồng hồ để làm. Đúng 4 câu mới được chứ. À, đó thấy chưa? Bạn mình được nè. Để cô ghi lại nha. Từ từ để cô chép lại. Phan Thị Ngọc Huyền. Ông Duy là ổng sai 4 câu.
Đặng Văn Trí. Bách Thảo Nguyên. Đèo Văn Bình. Giãn lại phần nào, phút nào. Cô ơi, giảng lại cái mấy cái đó đó cô. Em không hiểu luôn á. Mới bắt đầu từ đâu luôn á. Rồi bắt đầu từ từ nha, giờ đi từng proton nha. Đầu tiên á, proton số 6 nè, thằng này nó sẽ ghép với thằng proton nào ở gần nó nếu mà trên mặt thẳng. Còn nếu trong vòng thơm thì nó sẽ ghép với proton ở vị trí ortho hoặc là meta. Nó sẽ chỉ ghép với thằng ở vị trí ortho hoặc là meta so với nó. Thì thằng số 6 ở đây là chủ nha, đang ghép với thằng số 8 là ở vị trí meta. Vậy khi nó ghép vô thì mình sẽ coi nó là đỉnh bội mấy. Thì nó ghép với một thằng khách, thì công thức của mình đỉnh bội sẽ bằng số lượng proton khách cộng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ ghép đỉnh bội 2. À, đỉnh bội 2 là đỉnh doublet. Vậy thôi, thì thằng này sẽ cho đỉnh bội là doublet. Tương tự số 6 thì số 8 cũng vậy. Số 8 đang ghép với thằng số 6 ở vị trí meta của nó. Vậy nó cũng cho đỉnh là doublet. Được không? Chỗ này hiểu chưa Bình? Dạ hiểu ạ. Rồi, tiếp theo tới thằng proton số 3 thì sao? Số 3 thì bạn nhìn, bạn không thấy cái proton nào gần nó hết, nó không có hydro nào ở trong dòng này hết. Như vậy nó sẽ cho đỉnh đơn. Singlet, được không? Nó sẽ không ghép với thằng proton nào hết. Rồi, tiếp theo mình sẽ phân tích tới thằng 2 phẩy này. 2 phẩy. 2 phẩy thì bạn thấy ở đây nó có một cái thằng 5 phẩy là ở vị trí para với nó. Thì ở vị trí para nó lại không ghép. À, nguyên tắc là nó chỉ ghép ortho và meta thôi, nó không ghép với para. Nó sẽ ghép với thằng 6 phẩy là vị trí meta với nó nè. Thì nó cũng sẽ ra đỉnh doublet. Rồi, tương tự tiếp theo là tới thằng 5 phẩy đi, 5 phẩy. 5 phẩy nó sẽ không ghép với 2 phẩy bởi vì vị trí ba ra nó không ghép, mà nó sẽ ghép với 6 phẩy ở vị trí ortho so với nó nè. Thì chỗ này nó cũng ra đỉnh doublet. Còn lại một thằng thôi là thằng 6 phẩy. 6 phẩy. Thì 6 phẩy nó có thằng 5 phẩy là ortho của nó và thằng 2 phẩy là meta của nó. Thì nó sẽ ghép với hai thằng này. Nó sẽ ghép với hai thằng này. Đầu tiên nó ghép với thằng 5 phẩy tạo thành một cái đỉnh đôi. Sau đó nó lại ghép tiếp với thằng 2 phẩy tạo thành đỉnh đôi nữa. À, là nó sẽ tạo thành đỉnh bội DD. Doublet, doublet. Như vậy tương ứng chúng ta sẽ trả lời vào câu hỏi của mình. Ngoại trừ các góc OH, số đỉnh đơn trong cấu trúc này sẽ là một singlet. Proton ở vị trí 6 phẩy sẽ cho đỉnh doublet, doublet, DD. Số đỉnh đôi trong cấu trúc này là 1, 2, 3, 4 đỉnh đôi. Proton ở vị trí số 6 sẽ cho đỉnh doublet. Được chưa? Dạ rồi ạ. Cô ơi cô, Ừ. nếu mà carbon số 1 phẩy mà nó là hydro là đỉnh, đỉnh 6 phẩy là đỉnh gì cô? Một phẩy ở đây mà hydro nữa thì nó sẽ ghép thêm thằng một phẩy vô nữa. Nó thành chip led đó cô. Không, sao hình chip led? Mình sẽ có 3 khách, 3 ca đó, ca 1, ca 2, ca 3, nhớ bữa trước không?
thì mình phải phân tích K1, K2, K3 nó giống nhau hay khác nhau, rồi mình sẽ phân tích ra. Thì nếu chỗ này thêm một, làm sao thêm được? Chỗ này là carbon bậc 4 là không thể thêm, nhưng mà nếu thêm thì chỗ này khác với 5 phẩy luôn rồi, vậy là nó khác nhau hết. Thì nó sẽ là DDD. K1 khác K2 khác K3, mình sẽ được đỉnh đắp lết. 8 đỉnh 1 1 1 1 1 1 1 1 có nhớ không? Khi nào thì nó thành triplet? Đó là khi chỗ này là H2 nè. Hai hydro cùng nằm trên một cái vị trí này và tương tác với thằng này. Thì thằng khách ở đây là H2, thì khi đó nó mới thành triplet. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp qua bài ngày hôm nay nha. À, các bạn học một số ví dụ của cô là đủ qua môn rồi, còn bạn nào nghiên cứu sâu về phổ thì các bạn tìm hiểu thêm. Mình cũng chưa cần tìm hiểu sâu quá đâu, sâu quá bị tẩu hỏa nhập ma đó. À, bây giờ mình sẽ tìm hiểu sơ về các kỹ thuật phổ NME thông dụng đang được sử dụng hiện nay, và từ những cái phổ này chúng ta sẽ khai thác được gì trong quá trình chúng ta giải phổ để mà đọc được cấu trúc của các chất. Thì như bữa trước đã giới thiệu với các bạn, mình sẽ có phổ 1D, phổ một chiều và phổ hai chiều. Trong đó phổ một chiều sẽ có 3 phổ, đó là phổ carbon CBD, phổ carbon đét và phổ proton. Còn phổ hai chiều thì chúng ta có HSPC, HMQC, rồi HMBC, COSY, NERSY, vân vân. Ngoài ra còn rất là nhiều kỹ thuật phổ khác nữa. Thì mỗi kỹ thuật lại có nhiều kiểu, ví dụ như đét thì lại có đét 45, 90, 135. COSY thì có COSY 45, COSY 90. Nói chung là đối với slide này thì yêu cầu các bạn phân biệt được thằng nào là một chiều, thằng nào là hai chiều ha. Trong tài liệu thì có viết khá là chi tiết về những cái phổ này. Ở đây cô chỉ chiếu sơ lược để giúp các bạn nhìn sơ qua thì mình có thể biết được là mình đang xem phổ gì thôi ha. Đây là hình ảnh của phổ HSPC, HMBC, phổ COSY, NERSY. Ngoài ra thì phổ proton với phổ carbon thì hổm rày chúng ta xem khá nhiều, cho nên ở đây cô không chiếu lại, mà chút nữa chúng ta sẽ phân tích sâu vào nó. Thì những phổ này sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin gì? Những cái thông tin có thể khai thác được từ phổ NME. Đối với phổ carbon CBD thì nó có rất là nhiều thông tin trong đó. Có thể giúp mình biết được là chất X có bao nhiêu carbon, carbon này up field hay là down field. Rồi phổ CC sẽ cho biết carbon này ở kế carbon nào ở trong khung. Phổ proton thì giúp mình biết được chất X có bao nhiêu proton, proton nào up field, proton nào down field, rồi proton này có bao nhiêu kiểu hàng sớm. Thế là nó nhìn theo cái đỉnh bội của nó đó thì biết được nó có mấy kiểu hàng sớm. Phổ đét thì sẽ giúp biết được bậc của từng carbon. Mình sẽ đoán được nó có bao nhiêu carbon bậc 2, bao nhiêu carbon bậc 3, bao nhiêu carbon bậc 4. Đó. Phổ HSQC thì cho mình biết được carbon nào gắn với proton nào. HSQC sẽ giúp xác định là carbon nào gắn với proton nào, có OH không, có NH không. Phổ COSY thì cho mình biết proton này ở kế proton nào trong khung. Phổ NERSY thì cho biết proton này ở gần proton nào trong không gian. Phổ HMBC thì cho biết proton này có tương tác xa với carbon nào, có nghĩa là xác định được cái vị trí gắn của nhóm chất. Có xác định được vị trí gắn của nhóm chất trong cái cấu trúc.
Nói chung là cái phần này các bạn cũng xem qua để mình biết được cái thông tin khai thác từ các phổ. Còn việc học tập trung vào bài học thì chúng ta sẽ tập trung vào phổ carbon với lại phổ proton là chính. Đối với phổ carbon CBD thì phổ này chúng ta cũng đã gặp nhiều lần rồi. Cái hình thức trình bày nó sẽ như thế này. Ở ngay đây thì chúng ta biết đây là chất chuẩn, nó có độ dịch chuyển là không, độ dời hóa học là không, rồi ngay chỗ này là dung môi. Những cái đỉnh còn lại thì các bạn đếm đỉnh thì bạn cũng có thể đoán được cái số carbon có trong chất là bao nhiêu carbon. Hôm bữa mình có học đó, dựa vào cái số tín hiệu, rồi dựa vào vị trí tín hiệu thì các bạn sẽ biết là cái carbon nào down field, carbon nào up field, rồi đỉnh nào, cái tín hiệu nào mà nó có cường độ lớn, nó lên cao thì đôi khi các bạn sẽ biết được nó là có cái cấu trúc đối xứng ha, có cấu trúc đối xứng thì nó sẽ có tín hiệu có cường độ mạnh. Rồi một số thông tin mà bữa trước chúng ta đã học về phổ carbon nè. Phổ CBD sẽ cung cấp thông tin số lượng tín hiệu thì sẽ định hướng cho mình là nó có bao nhiêu carbon và mình có thể định hướng là nó có khung cấu trúc nào. Dựa vào độ dời hóa học thì mình sẽ nhớ được theo cái trình tự nè. Ở xa ha, down field đó là carbon bậc 4, rồi carbon bậc 3, carbon bậc 2, carbon bậc 1, rồi ở ngay vị trí số 0 là chất chuẩn TMS. Càng nhiều hydro á thì nó càng up field, càng ít hydro thì càng down field, bữa trước mình học rồi. Rồi nếu mà nó có gắn thêm những cái nhóm thế hút điện tử thì nó down field thêm nữa, ví dụ như gắn với OH, gắn với nhóm halogen, hoặc là nó có nối đôi rồi đó, bữa trước mình học đó. Còn dựa vào cường độ tín hiệu thì cái việc nó cao hay là nó thấp, cây nhang cao hay thấp thì không tỷ lệ với số lượng carbon. Nhưng mà tín hiệu thì sẽ giúp mình có thể dự đoán được nó là carbon bậc mấy. Carbon bậc 4 thì có cái cường độ tín hiệu cao hơn là carbon bậc 3, bậc 2, bậc 1, ngược lại với cái độ dời hóa học ha. Ngoài ra thì còn rất là nhiều thông tin đa dạng khác. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu một vài cái ví dụ. Tuy rằng nó sẽ không đúng cho tất cả các trường hợp, nhưng mà nó thường gặp, những cái trường hợp thường gặp như vậy chúng ta có thể đoán ra cái chất của mình thuộc cái khung cấu trúc nào. Ví dụ chúng ta nhìn phổ của chất X thì mình thấy nó có bao nhiêu đỉnh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó có 7 đỉnh thì chúng ta có thể đoán là nó có 7 carbon. Còn ngay chỗ này là dung môi rồi ha. Cái tín hiệu này là dung môi, chúng ta không không tính. Rồi, mình có thể nhìn được là cái carbon nào ở vùng up field hoặc là down field, các bạn còn nhớ không? Tại sao cái trái tim, cái hình con ếch này nó lại con ếch bích này nè. Con bích này thì nó lại là ở vùng down field. Tại sao cái carbon màu đen này nó lại ở vùng down field nè? Đúng rồi, nó là nhóm COH, nó có nối đôi với oxy, nó hút điện tử thì nó mất cái lớp áo áo trắng thì nó sẽ ở vùng down field. Thì các bạn cũng có thể nhớ luôn, nếu mà mình thấy một cái tín hiệu carbon ở vị trí khoảng 170 thì nó có thể là nhóm COH đó. Rồi, tại sao hai cái trái tim màu đỏ này thì nó cũng nằm ở cái vùng down field hơn những cái carbon khác? Tại sao hai nối đôi màu đỏ này nó cũng nằm ở cái vùng down field hơn là những cái carbon khác? Bởi vì nó gắn với nhóm gì các bạn? Nhóm OH. Nhóm OH thì O này nó cũng hút bớt điện tử đi, cho nên nó ở vùng down field. Những cái carbon nhân thơm,
những carbon nhân thơm thì thường nó sẽ có cường độ tín hiệu cao. Bữa trước mình học nè, carbon ở trong vòng thơm nó sẽ có cường độ tín hiệu cao. Đó, nó cao lên. Thằng chuồng này thì nó đang gắn với nhóm COH ha, nó cũng chịu ảnh hưởng hút điện tử. Tiếp theo mình nhìn vào phổ của vanillin cho mình phân tích được gì. Mình ở đây mình sẽ nhớ được một số điểm này các bạn. Nếu mà nó có một cái tín hiệu ở khoảng 190 độ dời hóa học của carbon này, tín hiệu ở 190 thì nó là nhóm CHO. Rồi nhóm OME thì thường có tín hiệu ở khoảng 60. Nè, nhớ không? Hôm bữa mình học nè, OME sẽ có tín hiệu ở khoảng 60 và cái cường độ tín hiệu của nó cao. Độ dời hóa học của các carbon thông dụng thì bữa trước có đưa cho các bạn rồi đó. Thì các bạn học lại cái nguyên tắc khi nào thì nó upfield và khi nào thì nó downfield. Cần hiểu được cái nguyên tắc này. Trong cái slide của mình thì có một số giá trị độ dịch chuyển tín hiệu carbon gợi ý. Các bạn nếu mà các bạn có giải phổ thì các bạn nên làm quen với những cái giá trị này. Nếu như mình có tín hiệu ở cái độ dịch chuyển là bao nhiêu thì chúng ta có thể dự đoán nó là cái carbon gì ha, carbon vùng nhân thơm hay là COOH hay là CHO gì đó thì chúng ta có thể khai thác để chúng ta giải phổ. Tuy nhiên chúng ta không nên thuộc lòng bởi vì nó cũng đa dạng lắm. Và nguyên tắc căn bản đó là sự phủ định luôn mạnh hơn sự khẳng định. Là nhìn vô phổ thì mình chắc chắn nó không phải là chất gì đó thì điều đó là đúng, nhưng mà mình nói nó chắc chắn là một chất nào đó thì cũng chưa hẳn ha. Phủ định thì mạnh hơn là sự khẳng định. Các bạn có thể tham khảo cái bảng này nếu mà các bạn có cái mục tiêu là cần giải phổ. Còn ở đây thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số ví dụ thôi. Chúng ta có thể dựa vào phổ và dự đoán xem nó thuộc nhóm nào, cumarin, anthraquinone hoặc là flavonoid. Thì thường người ta sẽ dựa vào cái tín hiệu có độ dịch chuyển lớn nhất, độ dời hóa học lớn nhất, tín hiệu độ dời hóa học carbon lớn nhất nằm ở trên phổ. Nếu như nó có cái tín hiệu này khoảng 160 thì nó cái xác suất rất là cao nó là thuộc cumarin nhóm umbelliferon. Và trong cái cấu trúc này thì carbon nào sẽ có độ dời hóa học lớn nhất, tức là downfield nhất. Trong những cái cấu trúc này thì cái carbon nào sẽ downfield nhất các bạn, carbon số mấy? Nhớ không? Bữa trước mình có học. Trong cấu trúc của các cumarin thì carbon số mấy sẽ downfield nhất? Có độ dời hóa học lớn nhất. Số 3 chưa đúng. Nó là số 2 đó. Carbon số 2. Cái dấu mũi tên em chỉ vào nè, số 2, số 2, số 2 nè. C2 nè. Nó là cái carbon gắn với nhóm nó đôi với oxy cho nên là nó downfield nhất. Và cái tín hiệu của nó ở trên phổ nó sẽ khoảng 160 thì nó là nhóm umbelliferon. Còn nếu nó lớn hơn một xíu, 161, nó là soralen, 160,2 là angelicin. Nói chung là bạn thấy một cái tín hiệu ở khoảng 160 thì bạn sẽ dự đoán nó là cumarin. Tín hiệu cuối cùng á, tín hiệu có độ dời hóa học lớn nhất. Để coi cô có cái hình này cho các bạn nhìn không? Tức là bạn sẽ nhìn cái tín hiệu này nè. Tín hiệu có độ dời hóa học lớn nhất trên phổ carbon. Nếu như cái tín hiệu này nó ở 160, khoảng 160 này, thì bạn đoán nó là cumarin.
Được chưa? Tương tự nhóm alkaloid, thì hai cái carbon mà có độ dời hóa học lớn nhất, hai cái carbon mà đa phiêu nhất trong cấu trúc của alkaloid là carbon số mấy các bạn? Cấu trúc của alkaloid nè, carbon nào đa phiêu nhất? Đúng rồi, thằng 9, thằng 10 này đúng không? 9, 10 đa phiêu nhất. Thì nó sẽ có hai cái tín hiệu ở trên phổ, khoảng 190 và 180. Đó. Nếu các bạn thấy trên phổ có tín hiệu ở 190 và 180 thì bạn hy vọng nó là một alkaloid. Đây là tín hiệu của C9 và C10. Đây cô không có ví dụ nhưng mà chút nữa bài tập các bạn sẽ gặp nha. Tiếp tục đối với flavonoid thì carbon số mấy? Đây là cấu trúc của các flavonoid nè. Carbon số mấy là carbon đa phiêu nhất? Đúng rồi, carbon số 4. Nó vẫn là một nhóm ceton này đúng không? Số 4 nè. Thì tín hiệu của các carbon số 4 này nó sẽ thay đổi tùy theo cấu trúc của vòng C của flavonoid. Nếu là nhóm flavonon, tức là có OH ở vị trí số 3 thì nó sẽ có tín hiệu nhỏ hơn 180 ppm. Nó sẽ có độ dời hóa học ở dưới 180 ppm. Còn nếu nó là flavon, có nghĩa là không có OH ở vị trí số 3 thì cái tín hiệu này nó sẽ lớn hơn 180 ppm. Nếu mà nó không có nối đôi ở đây luôn, gọi là nhóm flavanon, thì tín hiệu này nó sẽ lớn hơn 195 ppm. Rồi còn nếu nó không có nối đôi mà nó có nhóm OH ở đây, nhóm flavanonon, nó sẽ có tín hiệu khoảng 195 ppm. Ví dụ hình như đây cô có để ví dụ thì phải. Ví dụ nè, các bạn nhìn cái tín hiệu đa phiêu nhất nó là gần 180. Vậy thì mình biết là flavonoid rồi. Bây giờ mình thấy nó lớn hơn 180 một xíu, vậy thì nó sẽ là nhóm flavon. Được chưa? Đây là cách để chúng ta dự đoán coi nó là thuộc nhóm nào. Rồi, ở đây nó còn có một cái tín hiệu ở 170, nãy mình nói nè, 170 là nhóm COH nè. Cấu trúc này có đối xứng hay không? Thì khi mình quan tâm đến việc đối xứng á, thì các bạn sẽ nhìn những cái tín hiệu mà nó cao đột ngột lên, tín hiệu cao lên đột ngột thì chứng tỏ là nó có đối xứng nha. Có đối xứng. Còn về cái vụ glycosid thì chút nữa cô sẽ nói. Ở đây mình có thể nhìn sơ, nếu như nó có tín hiệu ở 100 ppm, tín hiệu 100 nè, chứng tỏ là nó có liên kết O glycosid. Rồi, nó có cái dải tín hiệu từ 60 đến 80. Từ 60 đến 80 xuất hiện dải tín hiệu này, chứng tỏ là nó có đường, nó có đường. Thì mình sẽ đếm theo số tín hiệu, mình sẽ biết là đường mấy carbon. Chút nữa mình sẽ học. Đáng lẽ ra nó sẽ có một cái tín hiệu của nhóm CH2OH ở vị trí số 5 á, carbon số 5 của đường á, thì nó sẽ nằm ở trong khoảng từ 60 đến 65, 67, nó có tín hiệu ở đây. Còn ở đây nó mất tín hiệu, đồng thời nó xuất hiện thêm một cái tín hiệu ở cái vùng đa phiêu này nè, kết hợp hai cái màu đỏ này lại nè, thì chứng tỏ nó là đường uronic, là đường có nhóm COOH. Chút nữa cô sẽ nói lại chỗ này. Tiếp tục cấu trúc này, các bạn thấy ở vùng đa phiêu nhất mình lại có một tín hiệu ở gần 180 thì nó sẽ là flavonoid rồi. Và nó nhỏ hơn 180, nó nhỏ hơn 180. Như vậy nó là flavonon, Rồi nó có cấu trúc đối xứng nè,
hai cái tín hiệu có cường độ rất là cao lên, chứng tỏ là nó có đối xứng. Vùng 60 đến vùng 80 nó không có tín hiệu, chứng tỏ nó không có đường. Vậy nó là dạng genin, dạng aglycon, không có đường. Rồi, có một tín hiệu cao lên ở kế vùng 60, vậy nó là ô mê. Được không? Đó là những cái thường gặp mà các bạn nên nhớ. Tương tự tới cái phổ ở phía dưới, bạn thấy nó có tín hiệu downfield ở gần 200, tức là 195 gì nãy mình nói đó. Nó là flavanolone lớn hơn. Không, cái này nhìn không rõ ha. Ở phổ thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đây là flavanolone. Rồi, nó có cấu trúc đối xứng đây. Có ô mê. Có vùng downfield của flavanolone, upfield của C2, C3 flavanolone. Thôi, cái này bỏ qua đi. Rồi, đó là một số tín hiệu mà các bạn có thể khai thác khi mà các bạn quan sát phổ carbon CBD. Các bạn sẽ xác định được nó thuộc nhóm nào, flavonoid hay là coumarin hay là anthraquinoid. Rồi flavonoid thì bạn còn có thể xác định được nó là thuộc phân nhóm nào nữa dựa vào cái tín hiệu downfield này. Rồi, về phần đường thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Về phần tín hiệu của dung môi đo, tín hiệu của dung môi đo thì bữa trước mình có học qua rồi, các bạn chỉ xem lại thôi, tín hiệu nào là của dung môi đo đó. Ở phổ carbon, phổ proton thì nó sẽ cho tín hiệu tương ứng. Cấu trúc tiếp theo ạ. Vậy là có đối xứng hay không và đối xứng nào. Ví dụ bạn nhìn ở đây, bạn thấy có mấy tín hiệu. Bạn thấy chất này nó cho mấy tín hiệu. Năm tín hiệu, có mấy tín hiệu là đối xứng? Vậy tổng cộng nó sẽ có bao nhiêu carbon? Bảy carbon. Thì các bạn nhớ lưu ý đến việc tín hiệu đối xứng thì sẽ tính ra cái số carbon khác nha. Nhớ là tín hiệu đối xứng là nó sẽ thể hiện cho cả hai carbon cùng lúc. Thì chúng ta sẽ đếm 1, 2, chỗ này 3, 4, 5, 6, 7, 7 tín hiệu. Đây cũng đã đánh số khá rõ rồi, số 7 tín hiệu này nè, là cho COOH rồi ha. Tiếp theo, chất này có mấy tín hiệu và có bao nhiêu carbon đối xứng? Mấy tín hiệu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tín hiệu. Bao nhiêu carbon đối xứng? Đúng rồi, 6 carbon đối xứng lận đó. 6 tín hiệu nhưng mà đại diện cho tới 12 carbon đối xứng hết. Cái thằng downfield nhất là thằng này, carbon này là downfield nhất nè. CH3 là upfield nhất. 6 tín hiệu, 6 đối xứng nha. Tiếp theo là cô giới thiệu cho các bạn cái kiểu đối xứng của flavonoid.
Nó khá là đặc biệt khi mà nó có những cái nhóm thế trên đây thì nó sẽ có kiểu đối xứng tương ứng. Các bạn sẽ kiểu này giống như là mình thuộc luôn á. Mình nhìn vô phổ mình thấy cái kiểu đối xứng đó thì mình sẽ biết được vòng B này có nhóm thế, không có nhóm thế, có một nhóm thế hay là có ba nhóm thế. Thì bây giờ các bạn sẽ làm quen với phổ luôn. Trường hợp mà nó không có nhóm thế thì nó sẽ có hai cái tín hiệu đối xứng như thế này. Đây, 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 đây. Hai tín hiệu đối xứng ở gần nhau là trường hợp không có nhóm thế. Trường hợp mà nó có một nhóm thế ở vị trí 4 phẩy này thì hai tín hiệu đối xứng của nó sẽ xa nhau ra một xíu. Này giống như là phổ đặc trưng của nó vậy đó. Các bạn thuộc thôi. Đây. Khi mà nó có ba tín hiệu, xin lỗi, nó có ba nhóm thế thì cái tín hiệu đối xứng của nó khá là rất là xa nhau luôn. Do nó xảy ra hiện tượng downfield á, cho nên nó kéo dài cái khoảng cách ra. Chút nữa chúng ta sẽ có những câu hỏi về phổ thì các bạn dựa vào cái tín hiệu đối xứng này và bạn phải đoán được cho cô nó là flavonoid nào, có một nhóm thế, hai nhóm thế hay là ba nhóm thế. Rồi tiếp theo mình sẽ nói đi Tân. Đây, nếu như cái cấu trúc của flavonoid của mình ha, nó không có nhóm thế trên vòng B nè, không có OH trên vòng B, thì tín hiệu đối xứng của carbon này với lại carbon này nó sẽ ở gần nhau. Tín hiệu đối xứng này nó ở gần nhau bởi vì tính chất của bốn cái carbon này nó sẽ giống giống nhau, cho nên là tín hiệu đối xứng nó ở gần nhau. Khi mà nó có thêm một nhóm OH ở vị trí số 4 phẩy, khi nó có thêm OH vị trí số 4 phẩy thì tính chất của cái carbon thì tính chất của carbon O và carbon X nó sẽ khác nhau à, nó sẽ khác nhau cho nên là hai cái tín hiệu này nó sẽ ở xa nhau. O là đối xứng với O nè, X đối xứng với X nó sẽ cho lên một cái tín hiệu X và một tín hiệu O đúng chưa? Ở đây nó có nhóm thế vào thì tính chất của O và X nó sẽ khác biệt, cho nên hai cái tín hiệu này nó sẽ xa nhau ra. Khi mà nó có tới ba cái nhóm OH cùng gắn vào vòng B nè, ba nhóm OH thì cái O và O này nó vẫn đối xứng. X này nó vẫn đối xứng, nó sẽ vẫn cho hai cái tín hiệu đối xứng. Nhưng mà tính chất của X và O đã khác nhau rất là nhiều rồi, khác nhau rất là nhiều rồi. Cho nên là hai cái tín hiệu này nó sẽ ở xa nhau lắm, không ở gần nhau nữa. À, thì các bạn dựa vào cái tín hiệu đối xứng này, các bạn có thể dự đoán được là có bao nhiêu nhóm OH đang gắn trên vòng B của mình. Tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu về tín hiệu của phần đường. Tín hiệu của phần đường, phần glycosid.
tín hiệu của phần đường nó sẽ nằm ở trong khoảng 600 đến 100 ppm. Nếu như nó có tín hiệu ở 100 ppm thì chứng tỏ đây là liên kết O glycosid. Còn nếu nó không có cái tín hiệu ở đây mà nó chỉ có tín hiệu từ 60 đến 80 thì nó sẽ là nhóm C glycosid, nó sẽ có cái liên kết là C glycosid với phần A-glycan. Được chưa? Đầu tiên các bạn sẽ nhìn vô cái phổ ở vùng 60 đến 80 xem nó có nhiều cái tín hiệu ngay đó hay không. Thì nếu nó có 4 5 đỉnh ngay đó thì nó là có đường rồi, nó có đường. Sau đó mình sẽ nhìn ở cái vùng 100, ngay chỗ 100 coi nó có tín hiệu không. Nếu có thì A đây là đường O glycosid. Còn nếu không có tín hiệu ở 100 thì mình kết luận nó là C glycosid. Rồi, mình sẽ đếm số tín hiệu ở vùng 60 đến 80. Nếu có 6 tín hiệu. 6 tín hiệu rồi thì nó sẽ là đường 6 và là C luôn, là gắn gắn liên kết C glycosid luôn đó. 6 tín hiệu này sẽ là C-hexo, đường 6 carbon liên kết C glycosid. Còn nếu nó là 5 tín hiệu thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hai trường hợp xảy ra. Nó có thể là đường 5 carbon và liên kết C glycosid. Còn nếu nó có 5 tín hiệu này cộng với một tín hiệu 100. Đây, 5 cái này cộng với một tín hiệu 100 thì nó là đường 6 carbon liên kết O glycosid. Trong vùng 60 đến 62 nó có một tín hiệu thì nó là nhóm CH2OH ở cuối mạch đường. Còn nếu như nó mất cái tín hiệu ở đây mà nó có thêm một tín hiệu ở khoảng 170 thì nó là COOH. Còn nếu nó tín hiệu ở khoảng 165 nó là COOR. Nói thì nghe mênh mông á, nhưng mà nhìn vô hình thử thì chắc là các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Hình nào ta? Hình... Từ từ để cô coi hình nào. Cái hình này không có hình nào đầy đủ. Đây. Hình này đi. Các bạn sẽ nhìn trong khoảng 60 đến 80. Đây, các bạn thấy có 4 5 tín hiệu thì bạn biết A có đường. Rồi, bạn nhìn ở 100, bạn thấy có tín hiệu luôn, bạn vậy bạn sẽ biết nó là O glycosid. Giờ mình đếm coi có bao nhiêu tín hiệu từ 60 đến 80. 1 2 3 4 5 tín hiệu cộng với một tín hiệu O glycosid. Vậy thì nó sẽ là đường 6 carbon, đường 6 carbon. Và đường này có một tín hiệu nằm trong khoảng 60 đến 62. Tín hiệu này nè, 60 đến 62 thì chứng tỏ đường này là đường tự do CH2OH. Được chưa? Chỗ này kịp chưa bạn? Tức là dựa theo cái nội dung này mình chiếu qua cái hình đó thôi. Tiếp cho mình có cái nào để cô ví dụ tiếp cho các bạn coi. Đây vẫn là một cái tổng kết thôi. Vùng 60 đến 80 có tín hiệu chứng tỏ có đường, vùng glycosid. Tín hiệu ở 100 chứng tỏ là liên kết O glycosid. Không có tín hiệu này mà không có tín hiệu ở 100 này thì chứng tỏ nó là C glycosid. Thì nó sẽ xuất hiện thêm một tín hiệu trong khoảng 60 đến 80 vậy thôi. Đây, tín hiệu. Tín hiệu này, tín hiệu nằm trong khoảng 60 đến 62.
Nó là tín hiệu của nhóm CH2OH của đường. Các bạn chắc còn nhớ cấu trúc của đường mà, nó sẽ có nhóm CH2OH. Nếu như không có tín hiệu này, không có tín hiệu ở khoảng 60 đến 62 mà xuất hiện một tín hiệu ở 170 thì cái đường này đã bị axit hóa rồi, mình gọi là đường uronic. À, đường uronic nó sẽ có tín hiệu ở 170 và mất đi tín hiệu 60 đến 62. Hoặc là nó mất tín hiệu 60 đến 62 nhưng nó xuất hiện tín hiệu 165. Thì đây là tín hiệu COOR. Tức là đường này đang gắn với một cái đường nữa chẳng hạn, hoặc là gắn với một cái gốc gì đó khác, không phải là hydro thôi. Rồi, nếu như nó xuất hiện thêm một cái tín hiệu ở dưới 20 này nữa thì nó là một nhóm metin CH3. Chứng tỏ đây là đường ramno. Còn bao nhiêu tín hiệu thì là đường hexo, bao nhiêu tín hiệu thì gọi là đường bento, đường 5 hoặc là đường 6. Thì chúng ta sẽ xem ví dụ bên này. Bên nào ta? Từ từ, ví dụ đây. Từ 60 đến 80 xuất hiện 4 tín hiệu. Thì nó là đường silo, là đường 5 carbon, 4 tín hiệu, 4 tín hiệu. Thì nó sẽ có thể có thêm một tín hiệu ở 100. Đó là đường 5 carbon. 4 tín hiệu này cộng với một tín hiệu ở 100 đó, nó là 5 carbon. Tương tự ở đây cũng vậy. Còn ở đây một nùi thì không thấy đường rồi. Ví dụ này nó không được rõ lắm. Ví dụ tiếp theo. 5 tín hiệu, ở đây có 5 tín hiệu nhưng mà sẽ có thêm một tín hiệu 100. Thì nó sẽ là đường 6 carbon và liên kết là O glycosid. Còn ở ngay phút này các bạn đếm được 6 tín hiệu luôn. Thì nó sẽ là đường 6 carbon nhưng mà là C glycosid. Hiểu không? Nó sẽ không có 100 nha. Rồi, ngoài ra thì dựa vào phổ đó, các bạn còn biết được nó là một đường hay là hai đường nữa. Tuy nhiên ở đây thì các bạn tham khảo thêm thôi, cô không yêu cầu các bạn phải tìm hiểu kỹ tới đây. Còn những bạn nào chuyên đó, thì các bạn tham khảo thêm phần này. Còn đối với những bạn khác thì các bạn biết được cái vùng cho tín hiệu của đường là được rồi, và các bạn nhìn được thế nào là O glycosid và thế nào là C glycosid. Rồi, đó là chúng ta đã đi qua được phổ đầu tiên, phổ carbon CBD. Mình sẽ tập trung vào ba phổ thôi ha. Tiếp theo mình sẽ đi qua phổ dép. Phổ dép cũng là phổ carbon. Nhưng mà nó sẽ có nhiều loại phổ dép. Mình có dép 45, dép 90, dép 135. Thì hiện nay mình thường dùng á, là mình sẽ dùng phổ dép 90 và dép 135. Còn CBD chúng ta cũng dùng phối hợp vào để chúng ta phân tích được là carbon của mình là carbon bậc mấy. Dép 45 ít xài. Dép 90 thì sẽ xuất hiện tín hiệu của carbon CH
chạy bên bậc 3. Bếp 135 thì co cho tín hiệu của carbon bậc 3 và carbon CH3, carbon bậc 1. Còn tín hiệu của carbon bậc 2 thì nó ngược chiều xuống, là dấu mũi tên. Phổ CBD thì sẽ cho tất cả các tín hiệu. Như vậy từ phổ CBD các bạn có thể suy ra được tín hiệu của carbon bậc 4, các bạn trừ phổ là ra thôi. Ví dụ nha. Đây. Có đếp 90 thì sẽ chỉ cho tín hiệu của CH thôi. Vậy mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì nó có khoảng 7 cái CH. Sau đó các bạn sẽ nhìn tiếp phổ đếp 135. Thì phổ đếp 135 nó có 2 chiều. Mũi tên lên và mũi tên xuống nè. Phía trên á, nó sẽ cho tín hiệu của CH và CH3. Còn phía dưới nó sẽ cho tín hiệu của CH2. Thì mình sẽ so giữa phổ 135 và phổ 90 để các bạn tìm ra tín hiệu của CH3. Đó, này là CH rồi, này CH, 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 CH. Vậy ngay khúc này là CH3, đúng chưa? Đó. Rồi, tín hiệu của CH2 là nằm ở dưới đây. Mình sẽ đếm coi có bao nhiêu CH2. Sau đó, mình kết hợp với phổ CBD để chúng ta suy ra được tín hiệu của carbon bậc 4. Mấy người kia không có nhưng mà bên CBD sẽ có, thì chúng ta sẽ suy ra thôi. Chúng ta trừ ra này, trùng này, đây, đây 1, 2, 3 của bàn này. Đây có một cái nè. Đó, các bạn hiểu được cái ý nghĩa của ba cái phổ này chưa? Từ phổ 90 mình sẽ biết được tín hiệu của CH. Phổ 135 thì mình kết hợp với 90 mình suy ra được CH3 và CH2. Từ phổ CBD kết hợp với hai cái phổ kia mình sẽ suy ra được cái carbon bậc 4. Đây, ví dụ tiếp theo. Phổ 90 thì có 6 tín hiệu. Nhưng mà có 2 tín hiệu cao lên, đúng không? 2 tín hiệu đối xứng. Thì mình sẽ đoán là nó có khoảng 8 carbon. Với phổ 135 8CH ha. Với phổ 135 thì ở phía trên này là CH và CH3. Thì ở đây nó nhiều hơn một cái nè. Đây là CH3. Không có tín hiệu CH2, không có cái nào chỉ xuống đây hết. Rồi, kết hợp với phổ CBD, mình sẽ suy ra carbon bậc 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tín hiệu carbon bậc 4. Được không? Chút nữa làm bài tập được không? Tiếp ngang. Nào các bạn phân tích thử phổ này. Có mấy cái CH? Mấy CH nè. Rồi 11. Mấy CH3. Rồi không có. Mấy CH2. 1. Mấy C bậc 4.
Một hả? Hai hả? Ba hả? Đâu ta, đâu ta? Đâu? Đâu? Ba đâu? Nào là cái thứ ba đâu? Cái cuối cùng ở dưới không phải à cô? Nó trùng với số 2 nè. Nhưng mà nó quay ngược lên trên mà cô. Cái này nó quay xuống đặng em phân biệt nó là số 2 thôi. À. Còn khi em đối chiếu với phổ CBD á là em phải quay nó lên luôn. À. À, vậy nó là 2 nha. Rồi, các bạn biết sơ sơ vậy đi chém gió về phổi cũng được rồi đó. Còn việc giải được phổi ra hay không thì là chuyện khác. Nói chung là mình không thấy sợ nó nữa thôi. Ở đây để coi mình học gì. Scopolamine, escopolamine, năm tín hiệu, bốn tín hiệu, ở đây chỉ là sự khác biệt về nhóm thế thôi. Nên mình sẽ nhớ là nhóm Ome thì nó thường xuất hiện tín hiệu ở dưới 60 nè, 55 đó là Ome. Tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu qua phổ thứ ba là phổ proton. Phổ proton thì điểm đặc sắc nhất của nó đó là hiện tượng ghép và cho đỉnh bội có hằng số ghép vân vân. Thì bây giờ chúng ta tập nhìn thử một số đỉnh bội, xem các bạn có biết được nó là doublet hay là singlet hay không. Làm sao mình biết? Một đỉnh đơn này thì biết liền là singlet rồi, đây là một đỉnh đơn. Rồi làm sao mình nhìn ở đây mình biết nó là doublet hay là hai singlet? Làm sao mình biết được các bạn? Mặc dù nó có hai hai đỉnh đó thì làm sao mình biết nó là hai hai đỉnh đơn hay là một đỉnh đôi? Đối các bạn nhìn ở đâu để mình biết nó là một đỉnh đôi hay là hai đỉnh đơn? Nhìn chỗ nào? Đúng rồi, nhìn vào số tích phân. Số tích phân, số tích phân đây là một. Vậy nó là một proton thôi. Một proton mà cho hai đỉnh thì chắc chắn nó là đỉnh đôi, nó là doublet. Còn đây là hai proton thì phải cho hai đỉnh đơn, hai đỉnh, hai proton phải cho hai đỉnh trở lên. Thì chỗ này là đỉnh đơn chứ không phải là đỉnh đôi. Về hằng số ghép, hằng số ghép thì khi mà mình nhìn vô cái hằng số ghép G á, là cái số trong ngoặc này nè, mình sẽ biết được là cái proton này đang ghép với proton nào. Proton này đang ghép với proton nào? Các bạn sẽ thấy rằng cái proton H6 hồi nãy mình học đó, nãy mình có làm bài tập H6, nó sẽ ghép doublet với thằng H2 và thằng H5, đúng chưa? Nãy mình mới học H6 sẽ ghép doublet với hai cái proton này, H2 và H5. Còn H2 thì sẽ chỉ ghép với H6 thôi là doublet. Tương tự H5 cũng chỉ ghép với H6 thôi là doublet luôn. Rồi, chúng ta sẽ nhìn theo cái hằng số ghép này. Thì người ta nói rằng những proton mà nó ghép với nhau nó sẽ có cùng hằng số ghép. H6 ghép với H5 nó sẽ có hằng số ghép là 8,5, 8,5.
H6 ghép với H2 thì nó có hằng số ghép là 2HZ. À, 2HZ. Khi mình viết ký hiệu thì mình sẽ viết cái hằng số ghép lớn trước rồi tới hằng số ghép nhỏ. Chúng ta nhìn vào hằng số ghép thì chúng ta biết là thằng nào đang ghép với thằng nào ha. Cái hằng số ghép này nó sẽ bằng nhau. Đỉnh này là đỉnh doublet, đỉnh này là đắp đắp nè. Này doublet. Tương tự ở đây các bạn nhìn vào thì chúng ta sẽ biết thằng nào ghép với thằng nào. Mình nói không? Đỉnh này là đỉnh đỉnh đơn rồi ha, sinh à, đỉnh đơn, nhìn đỉnh đơn rồi, thấy nó có một rồ tông. Đỉnh này chúng ta thấy nó số 1, như vậy đỉnh này là đỉnh đỉnh đôi, doublet được chưa? Số 1 nè, doublet. Thì mình đọc hằng số ghép của nó là 8,5. Mình coi coi nó ghép với ai. Nó ghép với ai à, thì ở đây cũng có thằng là 8,5 nè. Proton này là 1, doublet nó sẽ ghép với 1. Đúng không? Nó là 1. Nó sao trời. Nó là 1 proton mà nó ra đỉnh doublet, tức là nó sẽ ghép với 1 proton. Đây. Thì mình sẽ coi thằng nào cũng 1 proton mà có hằng số ghép là 8,5. Thì đó là chỗ này. 8,5 nè. Thì hai thằng này ghép với nhau. Còn thằng này ngoài ghép với thằng đây, nó còn ghép với thằng 2HZ nữa. Còn tín hiệu A này thì nó đang là 2 proton. 2 proton. Đỉnh chỗ này nó còn tách ra nữa hay sao, nhưng mà hơi khó nhìn. Thôi bỏ qua chỗ này đi các bạn. Bỏ qua chỗ này đi, nó hơi rối chỗ này lắm. Mình không có hỏi các bạn tới phút này đâu. 2 proton nhưng mà vẫn là doublet chứ không phải là singlet nữa đó. Phải phóng to nó ra nữa thì ở đây mình chưa có phóng. Thôi bỏ đi. Tóm lại cô muốn nói đối với phần phổ proton á, là các bạn sẽ phân biệt được đỉnh singlet, đỉnh doublet, mà thường trên phổ nó sẽ có ký hiệu luôn, nó sẽ có ký hiệu là S hoặc là D, và nó có ký hiệu hằng số ghép G lên đó luôn, là bằng bao nhiêu để các bạn dễ đọc. Về cái ngoài ra các bạn sẽ dựa vào hằng số ghép để các bạn tính toán được xem là cái proton nào ghép với proton nào ha. Rồi một vài lưu ý nữa. Mình thấy là trong cấu trúc của các chất thường có nhóm OH thì nó có cái hydro nè, nó có cái proton của nhóm OH, nó sẽ cho tín hiệu như thế nào trên phổ của mình. Tín hiệu của nhóm OH sẽ thay đổi tùy theo dung môi đo. Đối với dung môi là DNSO không có OH á, thì nó sẽ cho tín hiệu rất là rõ. Và nếu mà DNSO để lâu thì nó sẽ bị hút ẩm, hút nước, tín hiệu này sẽ bị giảm đi. Trong chloroform thì vẫn khá rõ, CDCl3 vẫn khá rõ. Nhưng mà khi các bạn sử dụng những cái dung môi có nhóm OH, ví dụ như là mê hoặc là D2O, nước á, thì nó sẽ làm mất cái tín hiệu OH. Tín hiệu này thường là tín hiệu singlet ha, tín hiệu đơn, hoặc là broad singlet thì các bạn sẽ thấy là nó không có được nhọn cho lắm. Đôi khi nó có thể trở thành tín hiệu doublet trong cái DNSO khang. DNSO không có bị hút ẩm thì tín hiệu này nó rất rõ và nó trở thành tín hiệu doublet. Trên phổ HSQC thì tín hiệu OH và NH thì không có tín hiệu ha, nó sẽ không xuất hiện tín hiệu trên HSQC.
đối với tín hiệu của nhóm CH3 và nhóm OME thì tín hiệu này nó rất là mạnh trên cả phổ proton và phổ carbon, luôn là đỉnh singlet tín hiệu mạnh. Đó là một số lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng vào phần bài tập. Thì phần bài tập cô sẽ sửa song song với các bạn luôn. Nói chung là hôm nay thì chắc là mình sẽ không có tính điểm cho các bạn bài ngày hôm nay nữa. Cô sẽ thống kê từ điểm các bài trước ra điểm trung bình ha. Bài bữa trước mà bạn nào làm đúng hết thì sẽ có điểm cộng. Còn bạn nào làm không đúng thì thôi. Cộng với điểm các bài trước chia ra trung bình 5 bài, 4 bài. 4 bài các bạn làm bài lượng giá đó thì cô sẽ lấy điểm trung bình, sau đó bạn nào tuần trước làm đúng là cộng thêm một điểm. Còn bài tập hôm nay thì mình sẽ giải cùng nhau luôn, bởi vì nếu cho các bạn làm thì sợ mình không có thời gian giải bài tập nữa. Bài tập thứ nhất. Bài tập này hình như trùng với bài tập hồi nãy rồi đúng không? Để các bạn trả lời nhanh luôn. Số nhóm CH trong công thức là 11. CH2 là 1. CH3 là 0. Rồi, tiếp tục ha. Đi tiếp nha. Dựa vào phổ này cho biết nó là cấu trúc A, B, C hay là D. Đây mới là thử thách đây. Ai ghi ra đáp án? Ủa thôi, mất công với bạn xạ nữa. Các bạn chọn câu gì? B hả? Sai.
Các bạn phải xác định nó coi là cumarin, antranoid hay flavonoid chưa? Không, các bạn dựa vào phổ, các bạn coi nó là thuộc nhóm nào? Anca, Flavo hay là Cumarin? Thì muốn biết thuộc nhóm nào mình sẽ dựa vào cái đỉnh mà có cái downfield nhất. Flavo hả? Đâu đâu phải Flavo, nhìn rõ không, để phóng cái to ra. Đúng rồi, nó là Antra, nó có một đỉnh một chín mấy và một tám mấy đó. Rồi mình có hai cái Antra thì mình sẽ chọn coi là Antra nào. Antra A hay là Antra C? Rồi, chọn chữ E hay là chữ C? Vì sao? À, A đâu phải là Antra đúng không? A đâu phải là Antra. A ở trên là ô này là không phải rồi. À, C mới là Antra, vậy chọn câu C. Bên cạnh đó thì có mê, mê là cái tín hiệu nào? CH3 là tín hiệu nào? Kim tuyến giỏi nè, C là mê. Đó là tín hiệu 20, đúng rồi, tín hiệu upfield nhất. À, đầu tiên các bạn xác định được hai tín hiệu này thì bạn biết nó là antra, và bạn thấy cả tín hiệu mê nữa nè. Thằng này không phải là nè, này không phải là nhóm ceton này. Được không? Được không? Tiếp nha. Nhìn rõ không? Rõ mà. Sao đáp án nào? Đúng rồi, cumarin. Thấy tín hiệu nào? À, tín hiệu này. Các bạn sẽ xem cái tín hiệu downfield nhất. Ok, giỏi rồi đó.
Rồi tiếp nha. Tại sao chọn B? Đầu tiên là bạn xác định được flavor đúng không? Đây là flavor đúng chưa? Sau đó 60 đến 80 thì bạn xác định nó là có đường. Sáu mươi chấm chín đâu? 60.69 nữa. Có CH2OH nữa. Có liên kết O glycosid nữa nè. Nào để cô phóng to ra coi. Sao mấy đứa mắt tinh dữ vậy? Cô nhìn gần cô còn nhìn không rõ nữa nè. Sáng 10,69 đúng không? Rồi. Sáu mươi đến 62 là nhóm CH2OH. Vậy kết luận là B. Ok. Rồi, tiếp tục nha. Câu A hả? Tại sao chọn A Tân?
Đúng rồi, chính xác, hai tín hiệu đối xứng. Nãy giờ nó kêu cô giảng lại lần nữa cho nó nè. Ở gần nhau, cho nên là chứng tỏ nó không có nhóm thế. Rồi, câu cuối cùng. Câu C, đúng rồi. Ba nhóm thế nè. Rồi, chúng ta học bao nhiêu đó thôi. Các phần còn lại các bạn đọc qua tham khảo. À, học nhiêu đây 9 điểm được rồi. Học nhiều quá mất công 10 điểm Còn bạn nào có nghiên cứu sâu về phổ thì có dịp sẽ trao đổi với cô thêm ha.